Bạn, chúng ta sinh ra đời đã cách xa Đức Phật 2548 năm, đến ngày nay nhìn lại tu sĩ hay cư sĩ của Phật giáo ngoài hình thức đầu tròn áo vuông của một tu sĩ, hay một cư sĩ mà thôi còn bên trong chỉ là ma ba tuần đội lốt để kinh doanh mê tín, triều tượng, ảo giác thế giới siêu hình. Vì thế, người tu theo Phật giáo rất đông, nhưng chẳng có ai giải thoát thực sự. Nếu tất cả mọi người được sanh ra đồng thời với Đức Phật là một điều may mắn nhất trên đời, nhờ đó chúng ta nương tựa vững chắc vào ngày tu hành, thì đến nay mọi người sẽ tu hành chứng đắc quả A-la-hán không biết bao nhiêu kể cho hết. Bởi vậy gặp Phật là khó, ngày xưa khi Đức Phật sinh ra, nhà vua nhờ vị tiên nhân Asita đến xem tướng số cho Đức Phật thì ông quỳ xuống đảnh lễ Phật sơ sinh và khóc to. Nhà vua thấy thế mới hỏi, sao ông lại khóc? Tiên nhân Asita trả lời, 41, ngày sau này thái tử lớn lên đi tu thành Phật, lúc bây giờ tôi đã chết rồi còn đâu hỏi đạo tu hành, nên tôi khóc vì buồn tuổi. Sinh ra không đồng thời với bậc giác ngộ là một điều bất hạnh to tát của đời người, bởi vì Như Lai ra đời rất khó gặp. Gặp được Phật ra đời là khó, sinh ra đồng thời với Phật không phải dễ, nhưng biết bao nhiêu người sinh ra đồng thời với Phật mà chưa hề biết đến Phật. Người biết đến Phật trong thời đó chỉ là thiểu số trong dân tộc Ấn Độ. Nhưng có những kẻ gặp được Phật lại vì báng Phật, lăng nhục Phật, muốn giết Phật, vân vân và vân vân. Thật là vô duyên đối diện bất tương phùng.